quý anh em nha. Hôm nay thì mình đem mấy con phụ trợ đây, mình quay báo giá cho anh em luôn ha, cho nó mát mẻ trong nhà, riết nó tủ quá nè. Đó thì con này rã ra nha, rã ra, đó, xe đang nổ luôn, xe đang nổ cực kỳ đẹp nha, cực kỳ êm luôn, xe nổ rất êm, anh em nghe tiếng garanti rất êm ha. Thì anh em là mua bộ bình xăng này là giá 1.1 triệu nha, nha. Giá 1.1 triệu cho bộ bình xăng này nha, bao garanti cực kỳ êm ái luôn. Dàn áo đây thì vẫn như thường lệ thôi, mình vẫn xe off dàn áo nha, tại vì nhà rất là chật, không có thời có chỗ để dàn áo, chứ dàn áo xe này rất là đẹp. Thì bán dàn áo tặng cho anh em đầy đủ các nhựa đen, tặng cho anh em đồng hồ và ghi đông luôn, giá là 1.200.000 nha, tặng anh em luôn bộ 3 món nhựa học bình, học yên, lớn nước nha, để anh em về chúng ta sử dụng. Đó, thì giá nó là 1.200.000, rất là rẻ rồi. Về phục trước và chặng 3 này, phục trước chặng 3 này báo giá cho anh em là 700 nha. Đó, phục trước chặng 3 này 700, cực kỳ êm ái luôn. Đó, bộ tay heo dây, đây bộ tay heo dây này báo anh em giá 600 luôn cho nó nhanh nha. 600.000 cho bộ tay heo dây này, thì tay heo dây này là chưa chạm này, ốc này còn nguyên này, chưa mở này. Thứ hai là đây, những cái khe này chưa mở luôn ha. Đó, con heo mà sửa rồi đó, nó mở bên này nha, cái này chưa chạm luôn, rất là ok. Cặp bán thì trùng mã nhưng mà mình bán nhanh luôn, 1 triệu nha anh em. Cặp bán trùng mã bán 1 triệu thôi. Đây, 1 triệu nha, đùm này, đùm rất là đẹp, đùm rất là đẹp. Mã của cái niềng này là mã MA, mình quay cho anh em coi luôn ha. MA. Đây, oxy. Đó, 17 40, mã MA nha, MA. Đây, và mã sau của nó cũng MA luôn. Đây, mã sau của MA luôn. Đây, MA luôn nha. Đó, rất là ok ha. Đây, đùm thì rất là đẹp, không phải nghĩ. Đùm thì còn đẹp nha. Phục sau bao em chưa xì dầu, giá 800 nha anh em. Phục sau bao em chưa xì dầu giá 800. Thùng xăng cộng với lại cảng yên, thùng xăng cộng cảng yên và yên luôn, giá là 600. Thùng xăng yên cảng giá 600, anh em thích mua liên hệ mình. Rồi một số món khác thì anh em thích mua thì liên hệ luôn. Hôm nay cái này có các chân trước sau, cần đạp cần số, giá cho anh em là 600, cực kỳ rẻ nha. Thì mình bán theo combo như vậy, anh em nào thích combo nào thì mua combo đó ha. Giá rất rẻ so với lại mua lẻ luôn. Dù mua lẻ là anh em thấy cái các chân hai tầng này không là đã 400-500 rồi. Cần đạp 300 đó là 800, cần số 200 đó là 1 triệu. Đó, gác chân sau 250 nữa đó ha, hơn 1 triệu hơn luôn. Thì mình bán cho anh em 600 thôi, rất là rẻ. Như dàn áo cũng vậy ha, dàn áo này bán lẻ là cũng đã 1 triệu rồi. Đồng hồ này bán 600, di đông này bán 400. Đó là rất là nhiều tiền. Thì mình bán nhanh cho anh em, thứ nhất là để bán được nó nhanh anh em, gọn nhà. Thứ hai là anh em mua được cái đồ giá rẻ nữa. Đó, thì anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ với shop mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều và hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Rồi chào anh em nha. Đây là cái Facebook chính của shop phụ tùng Honda lái xe nha anh em. Đó, anh em coi kỹ cái số lượt like nha, 28.000 lượt. Và đây là cái Facebook giả mạo nha anh em. Đó. Thì anh em tìm bằng cách rất là dễ ha, anh em ấn vô phụ tùng đã xe là nó sẽ ra nha. Đó, đây là một trang cá nhân nha. Đó, thì anh em sẽ report nó bằng cách là anh em ấn vô ha, anh em sẽ ấn vô cái ba chấm ở kế bên nha. Đó, có cái ba chấm, anh em ấn vô, rồi sau đó anh em ấn chỗ báo cáo trang cá nhân nha anh em. Rồi báo cáo trang cá nhân xong, anh em ấn giùm mình tài khoản giả mạo nha. Đó, và anh em ấn ok giúp mình nha.